tiếng Chúa luôn gọi mời, muốn ta được trở lại, giúp ta được giải thoát ưu sầu trong tâm. Giê-xu đến cho đời ta được ý nghĩa, Chúa đến cho lòng luôn bình an, sống với Chúa ta tìm lại được ngày mai. Hồng Vân trân trọng kính chào quý khán thính giả của làn sóng đài truyền hình và rất là vinh dự được trở lại với quý khán thính giả cùng diễn đàn với mục sư Đặng Ngọc Kim qua chương trình giải đáp thắc mắc tin lành. Kính mời mục sư gửi lời chào đến quý khán thính giả. Cảm ơn chị Hồng Vân. Tôi là mục sư Đặng Ngọc Kim, trân trọng kính chào quý khán giả. Dạ, kính thưa mục sư Hồng Vân, xin gửi là câu hỏi của chương trình hôm nay. Thưa mục sư Kim, tín đồ của Chúa Giê-xu có nên coi tử vi hoặc là lấy số 12 cái con giáp không thưa mục sư? Dạ thưa chị Hồng Vân, thưa quý khán giả, theo quan niệm Đông Phương, thời gian là một chu kỳ lặp đi lặp lại, một vòng tròn khép kín không thay đổi. 12 con giáp vẫn lẩn quẩn vòng lại 12 con giáp, không có gì là mới. Trong khi đó, Kinh Thánh cho biết một người đã được Chúa Giê-xu cứu chuộc, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 xác định điều đó. Nếu tín đồ của Chúa Giê-xu đã được trở nên mới, thế thì tại sao chúng ta lại muốn bị kẹt lại trong cái vòng tròn khép kín của 12 con giáp? Hỏi tức là tự trả lời. Đối với Thiên Chúa, thời gian là một đường thẳng đi tới, chứ không có đi vòng tròn. Thậm chí nhiều tín đồ vẫn xưng mình là tuổi con gà, con ngựa, con heo, con trâu, con dê, con khỉ, con chó, vân vân. Thưa quý vị, lời Chúa xác định loài người chúng ta là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời vinh quang, chứ không phải theo hình ảnh của súc vật. Thế thì tại sao lại hạ thấp mình là con thú vật một cách nhục nhã như vậy? Thưa quý khán giả, chúng ta cần nhận thức rằng nền văn hóa của các dân tộc cũng phản ánh bản chất tội lỗi của loài người đã nổi lên chống lại đấng tạo hóa từ lúc ban đầu. 12 con giáp là theo phong tục mê tín dị đoan của nền văn hóa Trung Hoa, lệ thuộc vào tử vi của họ rồi được biến đổi. Thật là trớ trêu buồn cười khi chúng ta tẩy chay đồ ăn của Trung Quốc mà lại còn giữ lại 12 con giáp đến từ họ. Trong thời các sứ đồ Chúa Giê-xu, có nhiều nền văn hóa cũng giống như thời chúng ta bây giờ, thậm chí có cả nền văn hóa phương Đông ảnh hưởng con cái Chúa. Sứ đồ Phao-lô có kêu môn đồ Chúa Giê-xu đùa cợt nói rằng tôi là con gà, con trâu hoặc con chuột. Không, hoàn toàn là không. Ngược lại là con cái của Chúa, của Đức Chúa Trời vinh quang, chúng ta phải theo mệnh lệnh của Chúa phán qua sứ đồ Phao-lô như thế này: đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Roma chương 12 câu 2. Nếu quý vị xưng là con cái của Đức Chúa Trời, được cứu chuộc bởi huyết báu của Chúa Giê-xu Christ, quý vị phải ăn năn, từ bỏ việc xem tử vi 12 con giáp hay là lấy lá số 12 con giáp. Và cũng đừng tham khảo bói toán, đừng coi tử vi, không xem tuổi đoán vận mạng. Khi quý vị từ bỏ các việc làm trái với lời Chúa đó, thì Ngài sẽ đập lòng với quý vị. Dạ, và thưa mục sư, nếu mà tín đồ của Chúa Giê-xu không có nên dựa trên 12 con giáp để mà xem tuổi đoán vận mạng đó, thì việc nghiên cứu vị trí của các sao hoặc là thiên văn học thì có được không thưa mục sư? Dạ, câu hỏi chí lý thưa chị Hồng Vân, thưa quý khán giả. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo các vì sao,
những vì sao bày tỏ quyền năng và sự uy nghi của Thiên Chúa. Sách Thi Thiên chương 19 câu 1 xác định các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Chính Chúa định số lượng các vì sao và đặt tên cho tất cả ngôi sao. Thi Thiên 147 câu 4 cho biết. Do đó việc nghiên cứu các vì sao, các vị trí của các vì sao hoặc thiên văn học không gì sai nếu chúng ta nghiên cứu để tán dương Thiên Chúa và tôn thờ Ngài. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết không có ý nghĩa bí mật nào hết trong các vì sao hoặc những chòm sao. Không có một ý nghĩa bí mật nào hết trong các vì sao. Vì thế, nếu chúng ta cố gắng tìm kiếm trong các ngôi sao để biết về tình duyên gia đạo, tuổi có bị xung khắc không, ngày lành tháng tốt là gì, công ăn việc làm hên hay xui, hoặc để nắm bắt bất cứ những cơ hội lớn trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta phạm tội với Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn biết ý chỉ của Thiên Chúa cho đời sống của mình, thì hãy đọc Kinh Thánh và nghe lời Chúa giảng dạy. Đơn giản, thưa quý vị, quan niệm cho rằng các vì sao có ảnh hưởng trên số phận con người là sai lầm. Là sai lầm. Thiên Chúa chính là đấng định đoạt số phận của chúng ta qua Chúa Giê-xu, chứ không phải là các vì sao hay là bất cứ tạo vật nào. Chúa phán rõ ràng, những người dùng phù chú, bói toán, tử vi mà đoán việc tương lai sẽ bị lửa thiêu đốt như rơm rạ khi Chúa Giê-xu tái lâm. Sách Ê-sai chương 47 câu 13 đến câu 14 xác định rõ ràng. Thiên Chúa hoàn toàn nghiêm cấm việc đoán trước tương lai bằng sự bói toán, bởi vì chỉ có Thiên Chúa là đấng biết hết mọi sự, đấng tạo dựng chúng ta có thể biết trước tương lai, chứ không phải bất cứ tạo vật nào. Và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18 câu 10 đến câu 14 khẳng định như sau: không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp, dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn, vì Đức Chúa Trời ghê tởm kẻ nào làm các việc ấy. Đó, quý vị nghe không? Thiên Chúa ghê tởm kẻ nào làm những việc đó. Chúa không cho phép con cái Chúa làm theo bói khoa, tử vi, hay là lấy lá số, hay là xin xăm, vân vân. Chúa không muốn chúng ta quỳ lạy hay phụng thờ mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, toàn thể thiên bình. Và Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 19 xác định điều đó. Nói cách khác, chúng ta không được phép thờ lạy bất cứ tạo vật nào, nhưng phải thờ phượng và phụng sự đấng sáng tạo trời đất, mọi loài vạn vật. Sự khôn ngoan của chúng ta đến từ Thiên Chúa, chứ không phải đến từ các vì sao, không phải đến từ các lá số hay là tử vi. Thưa quý khán giả, lời của Chúa, Kinh Thánh, là ánh sáng cho đường lối của quý vị, cho chị Hồng Vân và cho tôi, cho chúng ta, để biết cách sống sao cho đẹp lòng Chúa. Thi Thiên 119 ông 2 xác định. Dạ, thưa mục sư, một thư hỏi khác thì kính gửi mục sư Kim, xin giải thích chúng ta có nên thờ lại hình tượng hay không? Xin mục sư giúp giải thích. Dạ. Thưa quý khán giả, trước hết hãy định nghĩa thờ lại hình tượng. Theo Kinh Thánh cho biết, khi chúng ta thờ phượng và phục vụ tạo vật, dù cho là người sống, người chết, người trong thiên đàng, hoặc là bất cứ loài vật nào, tức là chúng ta phạm tội thờ hình tượng đối với Đức Chúa Trời, ba ngôi. Thậm chí khi chúng ta đặt bất cứ tạo vật nào ngang hàng,
ngang hàng với Chúa, chúng ta cũng thờ lại hình tượng. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy, hình tượng không chỉ là tượng đúc ra bởi con người hoặc hình ảnh của một người nào đó, nhưng hình tượng có thể là vật chất, tiền tài của cải, tính kiêu căng, cái tôi, sự tự đề cao mình, hay là việc làm thỏa mãn bản thân mình, hoặc là rượu chè, cờ bạc, tham lam, thậm chí chủ nghĩa nào đó, hoặc là một quan niệm nào đó. Có một câu chuyện về ông Gideon trong Kinh Thánh. Cha ông là một người thờ lại thần tượng, thờ thần Ba Anh và Asera ở trong thời đó. Và trước khi Thiên Chúa kêu gọi ông vào chức vụ là một nhà lãnh đạo quân sự để giải cứu dân Ngài đang bị kẻ thù hại hiếp, thì Thiên Chúa ra lệnh cho Gideon phải phá sập bàn thờ thần Ba Anh mà cha ông đã lập và chặt tượng thần Asera bên cạnh xuống. Thưa quý vị, điều đó cho thấy Chúa chúng ta là đấng thánh sạch, thánh khiết, và Ngài không muốn chúng ta thờ lại bất cứ loài vật nào. Một điều mỉa mai là khi tượng Ba Anh bị phá sập, thần đó không nói được, không thể tự bảo vệ chính hắn, không thể tranh luận được. Ba Anh có thể tự lo cho mình nếu thật hắn là thần, phải không quý vị? Nhưng tượng Ba Anh vô tri vô giác, như các tượng thần khác của con người bị đặt ra. Kinh Thánh tương phản giữa Đức Chúa Trời hằng sống với hình tượng như sau: còn hình tượng của chúng, tức là của thế gian đó, còn hình tượng của chúng làm bằng bạc, bằng vàng, là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không thể sờ, có chân mà không biết đi, có cổ họng mà chẳng phát ra tiếng nào. Kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy chúng đều giống như chúng. Thi Thiên 115 câu 4 câu 8 cho biết. Quý vị nghe không? Sự mỉa mai ở đây là thần Ba Anh do con người bịa đặt, do trí óc tưởng tượng của loài người dựng nên và không thể làm được gì cả. Thần Ba Anh cũng như các thần tượng trong thời bây giờ, thời của chúng ta, đều là vô dụng cả, không thể tự cứu mình, không thể giải cứu những người thờ lại chúng. Vì thế Thiên Chúa truyền lệnh chúng ta chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi hằng sống. Hằng sống, thưa quý vị, tin cậy Chúa Giêsu là cứu Chúa duy nhất mà thôi. Dạ, và thưa mục sư, cũng xin thưa hỏi, xin giải đáp là tại sao mà đạo Tin Lành không có hình tượng trong thánh đường, thưa mục sư Kim? Dạ, mời chị ông Vân. Thưa quý khán giả, lý do đơn giản, bởi vì Thiên Chúa nghiêm cấm, bởi vì Đức Chúa Trời nghiêm cấm không được đặt hình tượng trong thánh đường. Sau khi Chúa đã cứu chúng ta trong Chúa Giêsu Christ, cứu ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi và thờ lại thần tượng, cũng như Ngài đã giải cứu dân Israel ra khỏi sự nô lệ của xứ Ai Cập năm xưa, Chúa liền ban cho điều răn thứ nhất như sau: trước mặt ta, con không được có các thần nào khác. Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lại trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng. Vì ta là Thiên Chúa, Đức Chúa Trời của con là Đức Chúa Trời kỹ ta. Sách xuất Ai Cập ký chương 20 câu 3 câu 5 xác định. Thưa quý khán giả, điều răn này khẳng định chỉ có Đức Chúa Trời ba ngôi xứng đáng cho chúng ta tôn kính, thờ phượng mà thôi, chứ không phải là hình tượng,
dù cho hình tượng đó mang danh là thánh, mang danh là thần, hoặc là thậm chí được đang bây giờ được Chúa cho vào trong thiên đàng. Thiên Chúa Ba Ngôi không chia sẻ quyền năng hoặc vinh quang của Ngài với bất cứ ai. Cũng giống như mối quan hệ hôn nhân giữa một người chồng và một người vợ. Thưa chị Hồng Vân, thưa quý khán giả. Có những điều bí mật, những chi tiết thân mật, những lá thư nóng bỏng giữa một người chồng và một người vợ mà không thể chia sẻ với người khác được, đúng không quý vị? Vì hiển nhiên thì cũng vậy, đó là cách mà Chúa cảm thấy về mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa qua Chúa Giê-xu là thân mật và riêng biệt. Vì thế Chúa không thể chia sẻ cái mối quan hệ mật thiết đó với bất cứ thần tượng nào khác. Hơn nữa, Chúa Giê-xu Christ là đấng cùng bản chất với Đức Chúa Cha, có uy quyền trong mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được, và do đó Ngài đứng đầu trong mọi sự. Vì thế nếu chúng ta có Chúa Giê-xu, nếu chúng ta cho rằng chúng ta tin Chúa Giê-xu hay là môn đồ của Chúa Giê-xu, mà chúng ta còn cộng thêm các thần tượng khác ở trong đời sống của mình, dù là hình tượng bằng gỗ, bằng vàng, hoặc là tiền tài, vật chất, hoặc là một người nào đó hay là bất cứ vật gì, thì chúng ta phạm tội và không được ơn phước của Thiên Chúa. Thiên Chúa không cho phép chúng ta hỗn hợp tôn giáo. Thiên Chúa không cho phép chúng ta hỗn hợp tôn giáo hoặc đi vẹo hai bên, vừa tôn thờ Chúa và vừa tôn thờ các thần tượng khác. Đó là điều mà Chúa ghê tởm, thưa quý khán giả. Nếu chúng ta cương quyết cãi lời Chúa thì sẽ bị sửa phạt như Chúa đã sửa phạt dân Israel trong thời của Gideon. Và đó là tại sao Tin Lành không có hình tượng trong nhà thờ. Bởi vì Tin Lành tuân theo lời răn dạy của Thiên Chúa trong Kinh Thánh và kính trọng Ngài, thưa quý khán giả. Và không chỉ trong thánh đường không, nhưng mà ở nhà thì cũng không có thờ hình tượng. Không được thờ hình tượng ngay cả trong, nếu không được trong thánh đường là một nơi cao quý của Chúa, thì dĩ nhiên ở trong nhà chúng ta cũng không được đặt bàn thờ hoặc là thờ hình tượng ở trong nhà. Đó là điều mà Chúa nghiêm cấm. Chị Hồng Vân, dạ. Dạ, và Hồng Vân xin kể cho một xem câu chuyện khác. Hồng Vân có một chị bạn, chị có một cái business rất là lạ, thưa một xem. Tức là chị có một cái company ở bên Đài Loan, chị ở bên Việt Nam. Nhưng mà cái công ty đó chuyên sản xuất những cái nhà xe Mercedes để họ đốt lúc mà cái người thân của mình họ mất. Bằng giấy đó. Dạ vâng. Và họ ship trở người về Việt Nam để họ bán. Và từ giấy bán thành tiền. Dạ. Và đó là một cái business rất là lạ. Và đó cũng là một cái cách mà Hồng Quân thấy cũng thương cho những người Việt Nam ở tại quê hương chúng ta. Họ rất là nghèo. Khi mà gia đình gặp những cái người thân mất mát như vậy, họ đã nghèo, họ đã khổ rồi, nhưng mà họ lại khổ thêm vì họ phải spend những xài những cái số tiền để mà làm theo cái phong tục tập quán mà có lẽ là cũng làm cho họ nghèo thêm á mục sư. Rất là thương tâm. Và Hồng Vân kính cảm ơn mục sư Đồng Ngọc Kim đã trả lời những thư hỏi đến quý khán giả, quý đồng hương. Kính thưa quý khán thính giả thân mến, cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả qua làn sóng của đài truyền hình. Nếu quý vị có những cái câu hỏi về thánh kinh, thần học hoặc các vấn đề cho đời sống tâm linh, xin kính mời quý khán thính giả gửi thư hỏi đến địa chỉ website cũng như là vào lại website để coi những chương trình mà đài truyền hình cũng như một sư Kim đã thực hiện với rất là nhiều chủ đề để chúng ta cùng tìm hiểu thêm. Hồng Vân cũng cảm ơn một số quý khán giả đã đến với một sư Kim để có thể trao đổi học hiểu biết thêm. Và Hồng Vân cũng khích lệ quý vị, Hồng Vân biết rằng trong quý vị cũng rất là nhiều người có rất là nhiều sự hiểu biết. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể trao đổi để hiểu thêm, phải không thưa một sư? Và Hội Thánh và một sư Đặng Ngọc Kim tại đường 7005 Buôn Bao Le luôn luôn sẵn lòng để đón chào quý khán giả, phải không thưa một sư? Dạ. Xin một sư gửi lời chào đến quý khán giả. Cảm ơn chị Hồng Vân.
Vâng, quý khán giả, chúng tôi sẵn sàng đón chào quý vị đến để học hỏi về lời Chúa với chúng tôi. Trân trọng kính chào quý khán giả và xin kính chúc quý khán giả có sự phước hạnh khi trở về với Thiên Chúa, tin cậy Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống mình. Cảm ơn. Mục sư Đặng Hồng Kiên và Hồng Vân xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và ước mong được gặp lại quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Yêu thương Chúa luôn hằng mong chờ những ai cần lẽ sống, hãy tìm đến Chúa.